Bộ Quốc phòng, Viettel Travel, Đại học FPT và Đại học Văn Lang. Một lần nữa chúng ta hãy nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của quý vị đại biểu bằng một tràng pháo tay thật lớn ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, nghề giáo được tôn vinh là kỹ sư tâm hồn. Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo. Để thể hiện sự trân trọng với nghề dạy học cao quý, xin được trân trọng kính mời thầy Hoàng Sơn Hải, hiệu trưởng nhà trường, đọc diễn văn chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời thầy. Sư đoàn 367, sư đoàn 370 và công ty dệt Mai Bảy. Kính thưa quý ông bà đại biểu rất quý, kính thưa ông Phạm Minh Dũng, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường Trung học phổ thông Huyện Trí Thanh. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng quý thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên, quý cha mẹ học sinh và các em học sinh thân mến. Đối với dân tộc Việt Nam, bất cứ thời đại nào, người làm thầy luôn được xã hội tôn trọng, nhất tự vi sư, bán tự vi thư. Bởi vậy, tôn sư trọng đạo không còn là một vấn đề quan điểm sống hay quan điểm về cách ứng xử, mà nó trở thành phạm trù đạo đức. Tôn sư không chỉ là tôn trọng, kính yêu người làm nghề dạy học, mà còn là biểu hiện của tình yêu tri thức, địa viên của văn minh, của tiến bộ xã hội. Đạo ở đây không chỉ dừng lại ở đạo làm trò, ở những hình thức, thái độ ứng xử của người thầy, mà còn là cả vấn đề đạo đức của xã hội. Đó là đạo làm người, là đạo học ở đời. Trong đạo là coi trọng sự hiểu biết, coi trọng tinh thần ham học hỏi, đề cao truyền thống ham học hỏi và coi trọng giá trị cốt lõi của văn hóa dân tộc Việt Nam ngàn đời. Để ghi nhận công lao, đề cao vai trò vị trí của người thầy trong xã hội, ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định số 167 về ngày nhà giáo Việt Nam, trong đó có điều khoản quyết định lấy ngày 20 tháng 11 hàng năm làm ngày nhà giáo Việt Nam. Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam đầu tiên được tiến hành trọng thể trong khắp cả nước ta ngày 20 tháng 11 năm 1982. Từ đó đến nay, đây là một ngày truyền thống, là ngày hội của ngành giáo dục Việt Nam nhằm tôn vinh những người làm thầy, những người trọng người. Hòa trong không khí tưng bừng của cả nước, những ngày qua, trường Trung học phổ thông Huyện Trí Thanh đã tổ chức phong trào thi đua dạy tốt học tốt, qua điểm 10 dâng lên thầy cô và nhiều hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, các em học sinh toàn trường cùng nhau hướng đến kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Hôm nay chúng ta có dịp gặp gỡ cùng nhau ôn lại những thầy tháng công tác học tập mang đầy kỷ niệm chan hòa tình cảm của chặng đường mà bao thế hệ thầy cô giáo của trường chúng ta đã viết lên. Trong buổi kỷ niệm này, trong buổi kỷ niệm trang trọng và trang hòa tình cảm này, cho phép tôi thay mặt Hội đồng Sư phạm nhà trường xin gửi đến quý vị đại biểu, quý thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên, các bậc cha mẹ học sinh, các em học sinh, toàn thể quý vị lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa thầy giáo cô giáo cùng các em học sinh thân mến. Truyền thống quý báu của nhà giáo Việt Nam chúng ta đang được Đảng, Chính phủ và Nhà nước nhân dân quan tâm. Mỗi người dân Việt Nam, nhất là đội ngũ thầy cô giáo thật tự hào là người truyền thụ kiến thức của nhân loại, đem ánh sáng văn hóa của dân tộc và truyền và tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến các em học sinh. Đội ngũ thầy giáo cô giáo đã góp phần to lớn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, nhất là trong giai đoạn hiện nay, thời kỳ của công nghiệp tri thức, thời kỳ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Những năm qua, trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh đã trở thành một trong những địa chỉ được các bậc cha mẹ học sinh đặt niềm tin yêu, tin tưởng gửi gắm con em vào học tập văn hóa, tu dưỡng đạo đức nhân cách. Cùng với nỗ lực của toàn thể đồng sư phạm, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Quận ủy, Quận Tân Bình và chính quyền địa phương nhằm xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục đào tạo. Qua buổi lễ này, tôi mong muốn tất cả quý thầy cô giáo hãy đem hết sức lực và trí tuệ, tình yêu thương của mình để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của nhà trường. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ sở và ban ngành, sự ủng hộ về vật chất và tinh thần của các ban ngành đoàn thể, của hội cha mẹ học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh đã tạo nên nền tảng cơ sở vững chắc và hậu thuẫn cho mọi hoạt động công tác của nhà trường đạt được kết quả cao. Tôi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe tới quý thầy giáo, cô giáo của trường chúng ta đã chuyển nơi công tác hay là nghỉ hưu theo chế độ, vẫn luôn dõi mong theo sự phát triển từng ngày của trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh. Các thầy giáo, cô giáo chính là những tấm gương lao động quên mình với nghề giáo, những người đã viết lên những thành tích mà trường chúng ta đã có được những ngày hôm nay. Các thầy cô còn là những chuẩn mực với cả kho kinh nghiệm trong nghề để cho lớp lớp đàn em chúng tôi học hỏi và noi theo. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể quý vị chúng ta mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành nhiệm vụ năm học 2018-2019. Xin trân trọng cảm ơn.